Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em một hộp đồ chơi nhà bếp cho búp bê với ba ngăn rất là đẹp. Đó, các em nhìn đi. Đây là cái mẫu kệ bếp cho búp bê. Các em có thể dùng để chơi với búp bê Barbie hoặc là các loại búp bê khác đều được nhé. Nào bây giờ chị Kim xin sẽ mở hộp đồ chơi này ra cho các bạn nhỏ coi nha. Wow, rất là đẹp. Một nhà bếp mini với 3 gian bếp. Có rất là nhiều thứ ở bên trong nhà bếp này cho các bạn nhỏ của chị coi đó. Đặc biệt cái gian bếp này màu hồng rất phù hợp cho các bạn gái. Ai mà yêu thích màu hồng chắc chắn không thể bỏ qua được bộ nhà bếp dễ thương như thế này nhé. Cùng chị Chim xin nhìn ngắm từng cái gian bếp ở trong cái bộ đồ chơi này nhé các em. Đầu tiên, chị sẽ mở ngăn trên cùng ở gian thứ nhất cho các bạn nhỏ coi. Đây là một cái tủ. Và cái tủ này là tủ nhỏ chúng ta sẽ dùng để đựng những cái loại mứt. Tiếp theo, đây là một cái kệ nhỏ khác. Các em có thể để những cái vật dụng như là đường, sữa và các loại gia vị ở đây. Chuyển qua gian thứ hai để chúng ta xem có cái gì nhé. Wow, thêm một ngăn tủ nhỏ nữa. Và đây chính là một cái lò vi sóng. Lò này chúng ta dùng để nướng thức ăn hoặc là các em có thể hầm thức ăn. Bên hông là một cái bảng điều khiển nhưng mà loại giả vờ thôi, người ta chỉ dán sticker lên đây thôi nhé. Gian thứ ba là một cái chạn bếp. Nơi đây để trong này những cái nồi niêu nhỏ, dĩa, các bộ ly tách và những cái lọ gia vị nhỏ ở trong này. Chị Chim xin sẽ mở ra cho các bạn nhỏ coi nha. Ở đây chúng ta có một xấp đĩa. Xấp đĩa này gồm 4 cái và có màu hồng. Các em có thể dùng những chiếc đĩa này để đựng thức ăn nhỏ nhỏ cho búp bê của chúng ta nha. Tiếp theo chúng ta có hai cái nồi nhỏ mini. Nồi này có thể dùng để nấu. Và nồi nhỏ mini này màu trắng có nắp. Và bây giờ đây chính là một bộ ly tách và những cái vật dụng để chúng ta có thể pha trà mời khách nha. Cái nào cũng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Một bộ như thế này chúng ta có tổng cộng là 8 món.
Và đây là ba loại chúng ta có ở trong này. Cái shopping rất là, đây là loại mít hoa quả. Đây là một chai nước ép hoa quả. Cuối cùng chúng ta cũng có thêm một chai nước, một lọ nước ép strawberry. Rồi đóng tủ lại nào các em ơi, để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái gian khác trong cái căn bếp này nha. Tiếp tục chúng ta xuống phần thứ hai. Đầu tiên là cái gian bếp nấu ăn. Ở đây người ta có để sẵn cho các bạn nhỏ một cái nồi màu hồng. Cái nồi màu hồng này rất là dễ thương và có dòng chữ kitchen. Đây là cái bếp của chúng ta. Bếp của chúng ta có những cái nút giả nha các em. Nút giả này các bạn nhỏ có thể giả vờ như là nấu. Và đây chính là cái chảo. Chảo này màu trắng và trong lọc chảo người ta có dán hình một cái ốp la. Kèm theo đó là một cái vá múc và một cái xẻng để chiên. Trên mặt bếp người ta có dán một cái bộ sticker. Sticker này là giả vờ cho cái bảng điều khiển giống như là một cái bếp bình thường của người lớn hay sử dụng nhé. Tiếp theo chúng ta có rất là nhiều món ở đây. Đây là hai chai nước ép thủy tinh. Một chai là hình nho và một chai là cherry. Những cái chai này rất là xinh và có thể mở nắp được đó các em. Cho nên là các bạn nhỏ có thể giả vờ chúng ta sẽ rôn nước nước thật của chúng ta vào đây để chơi với búp bê nhé. Đây là một hộp sữa. Hộp sữa này ở ngoài có in hình con bò và có chữ milk 100% natural. Và tiếp theo chúng ta có một cái máy nướng bánh mì. Đây là một dạng máy nướng bánh mì thủ công thôi nha các em, không chạy pin. Các em chỉ cần nhấn cái bên hông xuống như thế này là bánh mì sẽ tự nhảy lên. Thêm hai hộp nước ép trái cây. À không, đây là dạng mít bánh đó các em. Hộp mít để làm bỏ vô bánh á. Tại vì chị thấy ở ngoài người ta có dán hình bánh. Cuối cùng, chúng ta có hai bộ ly tách, gồm hai chiếc ly nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng trong, đi kèm với cái đĩa đựng màu hồng. Nếu mà cho búp bê dùng trà chiều với cái bộ ly này rất là dễ thương ha.
Nào bây giờ hãy cùng chị tham quan khu vực rửa chén nha. Ở đây được chia làm hai ngăn, thì một bên các bạn nhỏ sẽ phân ra chúng ta rửa hoa quả, một bên chúng ta sẽ rửa thịt cá. Cái ống nước này có thể xoay qua xoay lại giữa hai ngăn này. Ngoài ra có thêm rất là nhiều những cái dụng cụ hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta nấu nước. Và cuối cùng hãy cùng xem hàng phía dưới có gì nha. Và cái ngăn cuối, ngăn phía dưới này tùy ý các bạn nhỏ có thể muốn đựng cái gì cũng được. Tiếp tục, đây là một cái máy rửa chén bát. Và đây là cái bảng điều khiển nè. Chúng ta sẽ bỏ chén bát vào đây, sau đó nhấn nút của bảng điều khiển là nó sẽ rửa sạch bát đĩa cho chúng ta nhé. Cuối cùng đây là một cái tủ đựng hai ngăn. Tủ này rất là rộng cho nên các bạn nhỏ có thể tùy ý đựng gì vào đây cũng được. Chẳng hạn như là các nồi niêu xoong chảo sau khi mà nấu xong cho búp bê, hay là những cái loại thức ăn nào đó mà các bạn nhỏ có thể để khô được nha. Vậy là chị Chim Xinh đã vừa giới thiệu xong về căn nhà bếp 3 gian dành cho búp bê rất là dễ thương rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại căn nhà bếp này một lần nữa nào. Các bạn nhỏ muốn mua căn nhà bếp này thì có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel nhé. Có góp ý gì thì hãy bình luận ở bên dưới video này cho chị Chim Xinh biết với nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.